20 giờ tối mai Chủ nhật 27 tháng 8, Man City sẽ đá vòng 3 ngoại hạng Anh, làm khách trước tân binh Sheffield United. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên trong hai trận giờ Citizen chúng ta không được trực tiếp dẫn dắt bởi Pep Guardiola vì huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang ở quê nhà dưỡng thương sau ca phẫu thuật lưng đầu tuần này. Trong quá khứ, Pep từng có hai trận không thể hiện diện ở khu vực kỹ thuật của Man City vì các lý do khác nhau. Lần đầu là tháng 9 năm 2018, trận mở màn vòng bảng Champions League tiếp Lyon trên sân nhà Etihad thua 1-2 vì lý do UEFA treo quyền chỉ đạo của Pep Guardiola. Lần thứ hai là tháng Giêng năm 2022, vòng 3 FA Cup, làm khách trước đội dưới hạng Swindon Town thắng 4-1 khi Pep và 20 thành viên khác của Man City dương tính với Covid-19 buộc phải cách ly. Như vậy, trận đấu với Sheffield United tối mai chính là lần đầu tiên trong kỷ nguyên của Pep Man City không có chiến lược gia đại tài người Tây Ban Nha ở khu vực kỹ thuật trong một trận đấu thuộc khuôn khổ của Premier League. Thay Pep sẽ là trợ lý số 1 Joao Lillo, người bạn lâu năm. Tất nhiên cuộc họp báo trước trận làm khách trước Sheffield cũng do Lillo chủ trì. Nào các anh em The Citizen, hãy đăng ký kênh, bấm rung chuông, lấy mạnh các sản phẩm thuộc hệ thống Man City Homie trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok để cùng chúng tôi đến với những ý quan trọng nhất trong cuộc họp báo đặc biệt này nhé. Câu hỏi đáng chú ý đầu tiên dành cho huấn luyện viên trưởng tạm quyền của Man City, Joao Lillo, chính là vai trò chỉ đạo từ xa của Pep Guardiola. Và chúng ta hãy cùng nghe xem Lillo nói gì nhé. Ca phẫu thuật của Pep đã diễn ra rất tốt. Cậu ấy đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Nhưng Pep thì bạn biết rồi đấy. Dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Dù Pep đang ở xa, nhưng xin nói thẳng luôn với các bạn, tầm ảnh hưởng của cậu ấy đối với tất cả mọi thứ ở Man City là hoàn toàn nguyên vẹn. Việc liên lạc giữa chúng tôi đã và đang diễn ra liên tục. Trong cuộc gọi mới nhất của tôi cho Pep thì cậu ấy đang nghiên cứu băng ghi hình một số trận đấu gần đây của Sheffield United để phân tích đối thủ. Pep là như thế đấy. Chúng tôi, tất nhiên rồi, sẽ giao tiếp chặt chẽ với nhau thường xuyên, xuyên suốt trận đấu tại Brand New Land, theo mọi cách thức có thể, từ tin nhắn, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video. Về hợp đồng mới vừa ký với Bernardo Silva, Lillo khẳng định, đây là một chiến thắng lớn của câu lạc bộ ở mùa giải này. Bởi Bernardo là mẫu cầu thủ mà khi nhìn vào anh ta, bạn sẽ thấy được tính cách, phẩm chất, lịch sử chiến thắng của Man City. Tầm quan trọng của Bernardo đối với đội bóng này là không thể đong đếm. Tuy nhiên, ông Lillo cũng thừa nhận khả năng Bernardo ra sân ở trận đấu với Sheffield United là 50-50. Câu hỏi về việc cậu ấy đã sẵn sàng chưa nên dành cho đội ngũ y tế của chúng tôi. Điều tôi có thể nói với lúc này là Bernardo đã hoàn thành tốt buổi tập mới nhất cùng toàn đội. Và theo cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi, Bernardo đang hoàn toàn ổn. Về tân binh Jeremy Doku, ông Lillo cho biết như sau. Đưa về những cầu thủ giỏi qua mỗi mùa để cải thiện chất lượng đội bóng, đó luôn là lý tưởng của chúng tôi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và Jeremy Doku là một phần của lý tưởng đó. City đang ở trong một trình độ cao mà chúng tôi tin rằng Doku sẽ giúp đội tiếp tục hoàn thiện và phát triển. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Bạn có thể thấy rõ điều đó khi nhìn vào những gì Doku thể hiện ở Rennes và ở Anderlecht. Doku có những phẩm chất cụ thể, thực sự tốt cho City. Lillo bên cạnh đó cũng khẳng định Doku đang ở trạng thái thể lực và tâm lý rất ok, cực kỳ tập trung và sẵn sàng cho trận ra mắt tại Bromwich Albion. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhẹ người hâm mộ và giới truyền thông không nên dồn quá nhiều áp lực lên vai của chàng trai này. Khi City đưa về một cầu thủ mới như Doku, tức là chúng tôi tin rằng anh ta sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp cho đội. Nhưng làm gì cũng cần phải có thời gian, và đó là chuyện của câu lạc bộ, của đội bóng, của tập thể, chứ không phải là trách nhiệm của riêng cậu ấy. Lillo sau đó cũng nhấn mạnh rằng một đội bóng tốt chỉ có thể được tạo nên bởi những cầu thủ giỏi. Khi bạn có một huấn luyện viên xuất sắc cùng nhiều cầu thủ hàng đầu và mọi thứ được quản lý tốt, đội bóng chỉ có thể tiến lên mà thôi. Cách chúng tôi tập luyện ảnh hưởng rất nhiều đến cách chúng tôi thi đấu. Sự ổn định là điều mà câu lạc bộ này đang sở hữu, và tất cả chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc điều đó. Có thể không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo hướng của mình, nhưng chúng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng làm điều đúng đắn, thành quả tuyệt vời chắc chắn sẽ đến. Về hoạt động chuyển nhượng của Man City trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2023, bao gồm thương vụ Matthew Nunes và khả năng Calvin Phillips gia nhập Liverpool theo hợp đồng cho mượn, ông Lillo trả lời nước đôi như thế này. Đó là câu hỏi liên quan đến một bộ phận khác của câu lạc bộ và tôi không thể trả lời các bạn. Chúng ta hãy chờ xem sao. Về quá trình tập luyện của Man City trong quãng thời gian Pep vắng mặt, ông Lillo thừa nhận, có Pep đương nhiên là tốt nhất, bởi không ai hiểu rõ đội bóng và các cầu thủ này hơn Pep cả. Nhưng về mặt kế hoạch tổng thể, chúng tôi vẫn luôn đi đúng hướng, dù có hay không Pep, bởi đây là một đội ngũ đã gắn bó với nhau trong nhiều năm. Chúng tôi biết mình cần phải làm những gì. Lillo cũng cho biết thêm rằng, Man City sẽ không thực hiện các cuộc họp đội online trước và sau các trận đấu trong quãng thời gian Pep dưỡng thương ở Barcelona, vì đó là điều Pep không muốn. Pep luôn thích nói chuyện trực tiếp với các cầu thủ của đội, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép điều đó. Vì thế tôi sẽ là người thay Pep truyền đạt lại những gì cậu ấy muốn nói với toàn đội. Từ hình thức đến nội dung, mọi thứ vẫn là tác phẩm của Pep thôi. Bất kỳ điều gì Pep nói, mọi ý kiến và quyết định của cậu ấy luôn là tối thượng. Theo Lillo, nếu Pep cảm thấy thứ gì đó cần xử lý hay điều chỉnh, ông sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho các trợ lý để cùng nhau bàn bạc và đưa ra phương án. Về câu cảm thán của Pep,
đối với việc các trợ lý cứ lần lượt rời bỏ mình. Lilo, người được chọn làm điều ngược lại, trở về để tiếp tục đồng hành cùng với Pep tại Man City, có quan điểm rất rõ ràng như sau. Họ là những người trẻ muốn tìm kiếm thách thức mới, còn tôi thì già rồi. Tôi trở lại vì Pep là người tuyệt đối đặc biệt với tôi, nhất là trong bóng đá. Tôi ở đây là để tiếp tục ở bên một người rất rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Chúng ta không thể so sánh chuyện Joao Lilo trở lại với chuyện những ai đó đã ra đi. Đây là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Khi tôi rời City hơn một năm trước, đó là một chuyến đi có hẹn ngày trở lại. Và giờ tôi ở đây để thực hiện lời hẹn đó. Trong những video gần đây, Man City Homie đã dành khá thời lượng để nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Pep và ông Joao Lilo, người mà Pep luôn khẳng định là bạn tâm giao, là cộng sự đáng tin cậy, là người đồng hành tốt nhất và là nguồn cảm hứng mãnh liệt đối với ông. Trận Man City làm khách trước Sheffield sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp Lilo dẫn dắt một câu lạc bộ Premier League. Những kinh nghiệm dày dặn của ông, người đã kinh qua hơn 20 đội bóng ở 8 quốc gia thuộc 4 liên đoàn bóng đá châu lục khác nhau, là thứ tài sản vô giá. Sheffield United đã thua trắng Man City 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, và với Joao Lilo nơi đầu sóng, hỗ trợ bởi tổng tư lệnh trong màn trướng quyết định thành bại ngoài ngàn dặm Pep Guardiola, thì chẳng có lý do gì mà đoàn binh áo xanh của chúng ta không có thêm một khúc khải hoàn nữa tại Bromley Lane. Đúng không nào các anh em The Citizen? Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!